Có hôm qua làm sao bị cầu bị ngoan. Cũng như được gặp những người bạn tình của mình sau những khoảng thời gian xa cách, để lời tỏ tình bạn tình của mình ca lên những lời thương, lời nhớ của người quan họ. Và có một nghệ sĩ đã từng nói rằng, mắt ai liêm hết lá răm, để cho anh đứng, anh nằm lặng yên. Thế nhưng có người thì lại nói rằng, khen ai làm ra chiếc nón quai thai, để cho anh thấy cô nào cũng xinh. Chúc sinh chúc mộc sân đình, em nghiêng về nón mái đình nghiêng theo. Mọi người muốn xin đi. Vâng, thưa ông các bà đến và các chương trình xin được bà kính mời các ông các bà cùng đến với sự là duyên nhá. Chị hai con họ duyên hoa vườn ca một màu đẹp cổ. Thưa ông các bà, xin được chào thưa ông các bà. Thưa ông các bà.
Ngồi luôn, mấy khi bắt kỳ gặp nhau, đồ ăn phép.